Toni Kroos ngả mũ trước đẳng cấp của trung vệ Man United. Raphael Varane là một trong những nhân tố nổi bật nhất trên hành trình Pháp tiến đến trận chung kết. Ngôi sao 29 tuổi mang đến sự chắc chắn, ổn định cho hệ thống phòng ngự đội nhà. Chứng kiến màn trình diễn thuyết phục của người đồng đội cũ, tiền vệ Toni Kroos chia sẻ trên Real Total. Cậu ấy cực kỳ nhanh, Varane là một trong những người đồng đội sở hữu tốc độ nhanh nhất mà tôi từng thi đấu bên cạnh. Varane thực sự đáng kinh ngạc. Tôi chưa bao giờ thấy ai có thể trốn thoát khỏi cậu ấy khi còn qua Real Madrid. Trong nhiều năm, Varane là nhân tố chính nơi hàng thủ chúng tôi bên cạnh Sergio Ramos. Cậu ấy hoàn thành xuất sắc công việc của mình. Varane là một cầu thủ toàn diện, một trung vệ rất khó đối đầu. Bạn khó lòng giành chiến thắng trước Varane ở các tình huống không chiến. Như tôi đã chia sẻ, cậu ấy cực kỳ nhanh nhẹn. Tổng cộng, Varane đã chơi 360 trận cho Real Madrid, giành 4 chức vô địch Champions League, 3 danh hiệu La Liga trước khi rời Los Blancos và gia nhập Man United mùa hè 2021.